Rồi, em Hùng xin kính chào toàn thể tất cả các bác và tất cả anh em đam mê âm thanh đã quay lại kênh theo dõi video của em Thạch Quang Hùng. Thì cái video này bên em sẽ lên cho tất cả các bác về cái con đáy QCRX400HD, test chất âm của sản phẩm và cũng như là báo giá sản phẩm để cho các bác cân đối nha. Thì QCRX400HD là một trong những dòng đáy khủng của dòng QC của Mỹ, của đời Romix, và con này nó sản xuất năm 2003 và được lắp ráp tại China nha các chứ. Và dòng này là dòng chính hãng của QC, có thương hiệu hãng hoi và giá thành của nó thì cũng không hề rẻ nha bác, nên là các bác lưu ý giúp em. Con này thì hiện tại bên em sẽ để cho các bác mức giá là 15.500.000 đồng, với mức giá cực kỳ là tốt so với những cái so với là cái thời gian trước nha. Thời gian trước con này là 17 triệu nha bác nha, giờ thì nó là 15.500.000 đồng. Đó. Chạy điện 220V, công suất ra lo của nó maximum ở chế độ brick lên đến là 4000W, và chế độ ST thì con này nó sẽ có công suất là 650W ở 8 ohm. À, 650W ở 8 ohm nha bác. Phiên bản cực kỳ là cao. À, với cái công suất này thì các bác đánh full là vô tư rồi bác nhé. Đánh full 40 cực kỳ là căng rồi. À, giờ thì em sẽ test chất âm để cho các bác cùng lắng nghe, và em sẽ quay lại lục ra một tí cho bác xem nha. À, về ruột gan thì con này còn cực kỳ là đẹp nhé. Này là bụi này bác, bụi này. Đó. Đó, keo ốc là còn nguyên, keo ốc còn nguyên, tăng phô là rất là đẹp như mới nha bác. Đó. Sản xuất năm 2003 này, 2003 QC Audio Professional này. Đấy, dây bẹ là còn mới keng nha, dây thì nó gọi là còn quá mới, tụ không phòng dột nha bác nha, rất đẹp, viễn mạch còn sáng bóng. Linh kiện là chân linh kiện là còn mới tinh luôn. Đấy, không hoan ố reset gì hết, nói chung là rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn tổng thể của máy này, tổng thể của máy này quá đẹp nha. Đấy, mặt trước cũng vậy nha bác nha. Rồi giờ thì em sẽ test cho bác cùng lắng nghe. Rồi, ok nha. Lên nhạc này. Đeo tai phone vào để nghe nha, để nghe được cái tiếng bass của nó. Tiếng bass của con này thì cực kỳ là ấm và uy lực nha bác. Dòng QCRX dòng nào thì cũng vậy, bass nó rất ấm và lực sâu, tròn, canh.
trong sản phẩm QSC RMX 4050 thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho vòng qua số điện thoại là 0363648707 và 0393101049 nha. Zalo, Facebook qua số 707 nha bác. Bác nhớ lưu ý giúp em là dòng sản phẩm này nó có thể đánh sấp hơi rất là hay nha, sấp hơi rất là hay nha bác nha. Nên là nó sẽ có dual motor sấp ly nha bác nha. Nên là các bác lưu ý cho bác nào đang cần một con đỡ chơi sấp hay thì liên hệ số phone để sở hữu những dòng sản phẩm như thế này. Đấy. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi video bên dòng sản phẩm và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.